của đội các anh chị biết là gì không? Cái thứ chúng ta cảm nhận được đó chính là năng lượng. Cái đội bên này chỉ có một nhóm lên, những cái nhóm còn lại họ đang hướng về cái nhóm lên. Còn đội anh chị, một nhóm lên, nhóm còn lại không quan tâm. Và đó không phải lỗi của họ, mà lỗi là do các anh chị. Và chúng ta đến với nhau, ở được với nhau là bởi vì cùng cái tần sóng năng lượng, cùng cái năng lượng chúng ta đang ở được với nhau. Khi chúng ta chưa đồng bộ được nguồn năng lượng trong tập thể này thì chúng ta không đi đâu xa được. Bên này họ tạo ra một nguồn năng lượng thống nhất, nhất quán, một khối. Còn bên chúng ta vẫn đang có những người đang trèo những mái trèo đi chỗ khác. Nếu bạn không cảm nhận được điều đấy rồi bạn sẽ tiếp tục thua thôi. Một từ mà tôi học được, mà tôi cũng chia sẻ cho rất nhiều doanh nghiệp, đây là cái từ tôi học được từ Viettravel. Viettravel là một trong những công ty du lịch top 1 Việt Nam hiện tại. Họ đã qua bên nước ngoài để mở văn phòng du lịch tại nước ngoài, và một trong những công ty lớn nhất du lịch Việt Nam hiện tại. Nếu muốn là số 1, hãy là một. Nếu các anh chị chưa thể là một khối thì các anh chị vẫn chưa đi đâu được. Số 1 về tư duy, hãy là một, cùng một niềm tin, chung một niềm tin, chung một mục tiêu, chung một mục đích, chung một hành động thời điểm hiện tại, chung một cách thức chúng ta phản ứng, chung một khát khao. Tôi từng làm một chương trình cho khách sạn Mường Thanh. Trong ngày hội thao năm đấy khoảng hơn 3.000 người, không nhớ chính xác, 3.000, 5.000 này. Mà có một câu mà bác Thảm vẫn để trong cái chương trình đó thôi: chung một niềm tin. Cái giai đoạn đó Mường Thanh đang gặp rất nhiều vấn đề, từ chung cư cho đến các dự án khách sạn, cho đến các dự án nghỉ dưỡng. Và khi tất cả nhân viên cùng chung một niềm tin, cùng năng lượng hướng đến, họ giải quyết được, họ bước tiếp được. Bởi vì họ có hàng ngàn con người, mà nếu bên trong mình chưa chung một niềm tin được, chưa chung một hướng được, chưa là một được, giặt trong giặt ngoài thì đi đến đâu được. Và hệ thống các anh chị cũng vậy thôi. Nếu không cảm được cái năng lượng của nhau, không cảm được sự nhất quán của nhau, nó chẳng đi đâu mà. Hãy thể hiện vai trò của một leader tốt hơn để gắn kết tất cả mọi người lại, để tạo ra một khối và để chiến đấu. Còn chính bản thân hai anh chị đang còn tách rời nhau thì làm sao đội các anh chị gắn kết với nhau được?